Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau đây, xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập thứ 17 của bộ truyện Ma Pháp Sư Dân Gian, tác giả Hàn Bảo. Khi nghe truyện đừng quên hãy like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 17 Đất Mũi. Cửu Long Giang, phù sa nhuộm đỏ, thuyền mái chèo lướt sóng khoan thai, mái che khối bếp lững lờ, trời xanh trong vắt, một màu bao la. Những ai mang trong mình những nỗi niềm riêng tư, nhất là tình cảm, thì đừng bao giờ nhìn ngắm cảnh miền Tây vào lúc chiều muộn, vì chắc chắn rằng sẽ bị cả không gian sông nước thịnh lặng đó đánh cắp đi mất một chút vui còn sót lại. Bởi khi đó, cái buồn sẽ lặng lẽ miên man thấm vào tâm trí và xúc cảm. Nó nhẫn nhơ len lỏi từng ngõ ngách, nó nhóm cái bàn bạc của bóng chiều đang tỏa dần trên những kinh rạch, thu vào tầm nhìn, vào ánh mắt. Nó làm ta như quên đi hết thảy những điều quanh mình, chỉ đau đáu chú tâm vào nỗi buồn đang dây dứt, đang gặm nhấm không thương xót lòng ta. Cửu Long Giang đang vào mùa mưa, những cơn mưa ào ạt, từng chập theo nhịp đuổi nhau của những đám mây lang thang khắp vùng trời nước. Mây cũng như mưa, chưa bao giờ chịu phân biệt khu vực hành chính rõ rệt. Chúng cứ mãi nô đùa, mệt đâu dừng đó, ùa tan ra trên đất. Có biết bao lần, mang theo tâm hồn cằn cỗi và mệt mỏi, người ta chợt thèm được sống, được chơi hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ như những giọt mưa đó. Có bao nhiêu người tìm ra được nguyên do vì sao mà miền nước lên láng này lại sản sinh ra những điệu sàng xê buồn đến não lòng. Vì sao mà người ta lại viết chiều chiều ra đứng ngõ sau, trong dậy quê mẹ ruột đau chín chiều. Miền quê đó, trong những buổi chiều thường gợi nhớ nỗi buồn tha thiết, không chỉ với những kẻ thi sĩ mà cả những ai đang nặng lòng vì thực tại. Vẻ mênh mang của những bãi bờ êm đềm sông nước, với màu xanh miên man bất tận của đồng bãi, lại thêm những căn nhà nổi, những con đò hững hờ buông neo trên các kinh rạch nhỏ, vẻ trầm lắng u tịch ấy hỏi sao không khiến lòng người nôn nao. Và khi đó, người ta bỗng quên đi những trộn rộn vừa mới trải qua, và dù muốn dù không thì lòng người bỗng dưng tự thấy mình chùng xuống theo cái dáng cầm chèo thư thả của một bóng người mảnh mai dịu dạt trên sông vắng. Thật vậy, chiều nay trên chiếc ghe đang xuôi dòng hành trình tìm về chân đạo, có một cô gái miền quê đang thả nỗi buồn của mình vào sóng nước. Nhưng cô lại quên mất rằng đôi khi để khuây khỏa một nỗi buồn, người ta thật dễ dàng sa vào một nỗi buồn khác. Gác nhẹ mái chèo để ghe trôi theo dòng, cô bước vào trong khoang, nơi có cái bàn trà đang rộn ràng giọng nói đặc quến mùi bùn đất của hai vị pháp sư dân gian. Nhìn vào mâm cơm chiều nay hương chuẩn bị, chợt thấy rõ sự màu nhiệm của vùng đất đã ban cho các cô gái quê vẻ duyên dáng truyền thống, nơi phù sa bồi đắp theo từng con nước, nơi được mệnh danh là trên bờ có cơm, dưới sông có cá, đã tạo nên vẻ mở mạn mặn mà không lẫn vào nơi nào khác của con gái vùng quê này. Tô canh chua bông điên điển với mấy con cá rô tuy nhỏ nhưng thơm phưng phức vị thịt của loài cá đồng ngược dòng, vài con cá bóng kho tiêu gõn lọn trong cái ơ đang sọc lên mũi cái mùi nước mắm kho háp lửa vị đậm nồng, thấp hơn hết trên cái mâm thiết kia là màu xanh non bén ngót đầu lưỡi của những khoanh mướp non xào dừa lửa. Có cao sang gì đâu, có cầu kỳ cái gì mấy, nhưng thứ tình cảm dung dén trong đó là thứ mà người ta có bạc vàng vàng hạnh cũng khó mà mua được, và cũng là thứ khiến cho hai chàng pháp sư chẳng còn kìm được cơn sốt ruột của những bình trà đắng chát. Trời đất ơi, bữa nay có tiệc gì hả cả? Mấy cái món bén vậy mà có vét hết cái hộp cơm trái luôn quá. Chị Hưng,
em biết được cái phương thuốc thần kỳ mà bây giờ ông Đạt á, ông có dùng hết pháp lực thì cũng chỉ cần ăn cái bữa cơm chị nấu là hồi phục lại toàn bộ đó nghe. Chị của em sợ ma quỷ lắm, cho nên phải luôn cho chú với anh Đạt ăn thiệt là no thì mới có sức mà canh chừng chị chứ. Nè, ăn mướp xào trước đi, để lát nguội á nó mềm lại không có ngon. Đôi câu bông lụa từ bên trong có vẻ cũng làm vui lây chiếc ghe hàng bông. Nó cũng sóng sánh lắc lư cùng với sóng nước chiều nay. Nhưng người ta nói đàn ông giỏi giang cỡ nào giỏi giang, chân thật tới cỡ nào thì chân thật, chứ mà nhiều khi lại ngu ngơ và vô ý đến đáng giận. Câu nói đùa của Khải đã vô tình kéo quện đôi mi vốn đã buồn của chị gái mình, nay lại còn nặng trĩu thêm. Nhưng chỉ thoáng trong giây phút, đôi mi ấy cũng phấn chấn trở lại khi hướng về người chồng đang lua lia lịa những đũa cơm ngon miệng. Chiều đã tắt hẳn rồi. À Khải à, chút nữa em coi cặp xuồng vô neo ở cái bến phía trước nha. Hồi mơi á, chị có hỏi đường rồi, gần đây sắp tới có khu bà con ở cũng đông đó. Dạ biết rồi, cái vùng này thấy bà con sống cũng yên bình quá, em thấy không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình cứ neo một bữa coi sao, rồi tối mơi á, đợi nước lớn mình nhổ xào xuôi thẳng về miệt U Minh như anh Đạt tính luôn. Ừ, neo ghe rồi thì em lên sớm hỏi mua bà con thêm dầu đốt, rồi mua cho chị cặp chiếu. Vùng này bà con đang chiếu tốt lắm, với ít gia vị nữa. Ủa, mua chiếu chi chị? Chứ mày tính nằm trận với cái mua hoài hay sao? Em quen rồi chị ơi. Mà thôi, chị biểu thì em nghe. Mà em nghĩ trời chiều bà con cũng ít bán, em tính đêm nay đi soi ếch đó, kiếm mớ về rộng với ghe để dành ăn. Sáng ngày mơ về á thì ghé chợ sớm mua cho dễ hơn. Chà, lúc trời mưa ếch chắc nhiều à, lâu rồi không có đi, có lục nghề không đó. À, em đi đi, anh còn phải sơn lại một ít bùa chú, để khi tới miệt U Minh á, sợ là bất tiện. Bà con mình ở đó thiếu thốn lắm. Mà sẵn tiện em đi một vòng, đặt một vài cái lá bùa đi, để cho bà con mình ít nhiều tránh được những cái chuyện không may nghe Khải. Anh ở nhà chờ mồi của em. Thôi, anh yên tâm đi, em nhớ mà. Với ngày mai chắc chắn là có mồi đó. Dân đồng mình á, thì mấy cái này ăn vô máu rồi, sao mà lục được anh. Tiếng của Hương từ phía sau vọng ra, át cả tiếng lách cách của mớ chén dĩa mà cô đang rửa. Khải à, coi tắp ghe vô đi em, tới rồi kìa, chỗ hàng mắm phía trước á, cho dễ neo ghe. Dạ. Cơn mưa ban trưa cộng với những cơn gió đêm làm cho không khí dịu mát đi hẳn, đôi phần se lạnh, và cũng đang làm cho tâm trí của Đạt dần cảm nhận được điều gì đó không như thường ngày của vợ mình. Tiếng lét két của dáng ghe vang lên theo từng nhịp bước chân của anh tiến ra sau lái, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của người con gái mà anh yêu thương. Anh khẽ hỏi, Hương à, em có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Anh có làm cái gì khiến cho em buồn lòng không? Gương mặt ấy ngẩng lên, khẽ chùi tay vào vành áo, cô nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng như mặt nước đêm nay vậy. Thở một hơi dài, kéo lê theo nụ cười mỉm hạnh phúc như để trấn an anh, cô kéo bàn tay chai sạn ấy ra mép ghe, kẻ kỳ anh ngồi xuống. Gió sông thoang thoảng thôi, nhưng đủ khiến cho mái đầu kia ngã vào vai chồng mình lặng yên. Hồi lâu sau, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cả sự quyết đoán. Cô nói, mời em về cả rừng. Đôi mắt hình thang nghiêm nghị vốn có bỗng phút chê căn phòng, rồi từ từ dịu lại, đem theo cả sự hoang mang. Sao vậy hả em? Em giận anh cái gì sao? Chồng à, nghe em nói nè, em không có giận hay buồn gì anh hết á, anh cảm nhận được mà phải không? Chỉ là sau sự việc lần trước, em thấy con đường anh đi á, thật sự phải được thử thách. Đó cũng là điều mà hai thầy mong mỏi. Và để vượt qua những thử thách đó, anh phải thực sự chuyên tâm và không vướng bận. Em đã suy nghĩ nhiều lắm, em cũng thấy được bản thân của em á, là thử thách cho anh ở lần trước, và anh cũng đã vượt qua nó rồi. Cũng thiệt là khó khăn lắm khi không được ở bên cạnh chăm sóc cho anh, nhưng mà em nghĩ nếu đã là sứ mạng của cuộc đời thì thân trai như anh
phải hoàn thành nó. Em tin là chồng em sẽ làm được. À, mà dì còn phải hoàn thành để về nhà. Có em, có thầy đang chờ. Em sẽ về cả rừng trước để phụng dưỡng cho hai thầy, làm tròn bổn phận dâu con, và chờ anh đạt thành ý nguyện mà trở về. Đó mới là cuộc sống mà em ao ước. Anh hãy hiểu và thông cảm cho em nghe. Lần này em quyết định, mong là anh hãy tin và ủng hộ cho em. Đạt chẳng nói gì, anh cứ ngồi yên ở đó, nhìn mãi vào Hương, giống như muốn lưu giữ lại hình ảnh của cô thật nhiều, thật lâu vậy. Điều đó có lẽ cũng là câu trả lời mà Hương đã thật sự thấy an tâm rồi. Hồi lâu sau, Đạt nói: Em thực sự đã quyết định như vậy rồi sao? Đúng đó chồng. Em nghĩ trong anh phần nào đó cũng chấp nhận là những gì em nghĩ là đúng đắn, có phải không? Nhớ là em dặn, trước khi anh đưa ra một quyết định nào đó, hãy nghĩ về thầy, về em. Tất cả vẫn đang chờ anh về, cho nên anh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân của mình. Ừ, nhưng mà từ đây về đó đường xa xôi lắm. Để em đi như vậy anh không có an tâm đâu. Có anh Hùng đưa em đi mà. Ủa, anh hai sao anh đưa em đi được? Bữa trước thật ra, sau khi trải qua sự việc của thầy Ba Thế, em đã đưa ra quyết định này rồi. Cho nên em có biên lá thơ nhờ cậu Nhật á, gửi cho anh hai rồi. Anh sẽ đến nhà ông Tư để chờ. Sớm hơi á, em sẽ đón ghe quá giang gì đó, cho anh hai sẽ đưa em về cả rừng. Ờ, Hương à, em đi thật sao? Em tin là thời gian mà vợ chồng mình cách xa cũng sẽ không còn lâu đâu. Anh đừng có lo, vì em luôn cảm giác rằng á, anh chắc chắn sẽ hoàn thành được hành trình của mình sớm thôi. Với lại tuổi hai thầy cũng đã già yếu, cứ sớm tối lủi thủi giàu ra mà trông ngóng anh. Rồi những chiều anh ngồi ở mũi ghe, nhìn về hướng đó mà đôi mắt đầy lo lắng, nhớ thương. Em hiểu được chồng em mà. Anh phải cố gắng thiệt nhiều để nhanh về đó nghe. Tiếng róc rách gõ vào mạn khe, tiếng ếch nhái rợn vang, tiếng lá cây xào xạc theo từng nhịp cơn gió mùa. Đêm đặc quánh như tiếng lòng của đôi vợ chồng mới thành đôi, nhưng gặp không ít trắc trở. Không biết vì nỗi gì mà cho tới bây giờ Đạt mới biết chính xác nhất vì điều gì khiến cho anh yêu thương cô gái này. Một cô gái quê nền nã, dịu dàng, luôn biết nghĩ cho người khác và biết hy sinh cho người mà cô yêu thương, tin tưởng. Anh cảm thấy mình cần phải ôm thật chặt cô. Đêm, giờ là lúc mà thời gian ngưng động. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, Khải hí hửng với sâu ếch mập ú trên tay, bước đi khệnh khạng lên mũi ghe do cặp chiếu dắt trên vai còn chướng díu. Anh Đạt, chị Hương ơi, coi đã. Khải khựng lại khi thấy người anh của mình đang đứng lặng im phía sau lái, mắt hướng ra sông, như ngó mông, như nuối tiếc. Giống đầu óc lanh lẹ, Khải phần nào cảm nhận được, bước thật khẽ tới đứng bên cạnh Đạt, rồi cũng đưa mắt về hướng nhìn của anh. Lặng yên hồi lâu, Khải lên tiếng: Chị về rồi anh? Ừ. Anh để chị ấy đi, chắc là đảm bảo an toàn trên suốt đường về rồi phải không? Ừ. Anh Hùng chở nhà ông Tư đó, rồi đưa chị em về cả rừng. Ừ. Có chị Hữu Hỷ á, hai thầy đỡ hiu quạnh hơn. Người già mà, nỗi buồn gì chờ đợi, dễ khiến họ sanh bệnh hơn là thiếu thốn vật chất.
Cái bữa mà em đi, quay lại nhìn hai thầy cứ đứng ngóng mãi ở bến đò, thiệt là lúc đó dở chân lên không được. Có lẽ như vậy sẽ ổn. Anh em mình ráng hoàn thành sứ mệnh cho con về nhà, có phải không? Dạ. À, mà tôi nói rồi đó nghe, tôi chỉ nhận mỗi bà chị dâu này thôi đó. Anh kiếp này có được cô ấy làm vợ không ổn kiếp người. Thôi, tôi nghe ông đọc chú pháp á, nghe đỡ nhột người hơn mấy câu này đó. Cái thằng. À, ớt đâu rồi? Đưa đây anh làm cho. Nướng trùi để da nghe, với nồi canh chua hôm qua còn. Anh em mình cụ cưa dài xị, rồi ngủ một giấc tới xế dậy, dựa nước lớn nhổ ghe là được rồi. Dạ. Ý quên nữa, chai đế hết bạ rồi. Thôi, để tôi chạy đi mua. Ở đời, dù buồn dù vui, sau một thời gian đủ dài, nó đều trở thành kỷ niệm, thành một phần tạo nên mảng ký ức phong phú của đời người. Nhưng chuyện tình này, tin rằng sẽ không chỉ là câu chuyện được kể lại, mà nó còn viết tiếp nữa. Ta lại tự hỏi mình rằng, có phải là miền sông nước này buồn, hay chỉ vì khi đó lòng ta buồn mà đã vô lý nghĩ ra như vậy? Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà một tháng đã trôi qua. Chiếc ghe hàng bông với mái che đã bạc màu do mùa mưa vừa đi qua, nay lại đang lướt nhẹ trên con kinh nhỏ. Phía đối bờ là những rặng dừa nước rậm rạp, để lộ ra phần thân còn bám đầy bùn sình, xám xịt. Cảnh vật đập vào mắt, không khỏi khiến cho người ta thoáng chút rùng mình. Sau lưng hàng dừa là bát ngát rừng tràm, cành lá đâm ra tua tủa, bích bụng, che khuất gần như hết trọi ánh nắng mặt trời. Nước lúc nào cũng mấp mé nửa thân cây. U minh đây rồi. Hai tiếng u minh đồng nghĩa với rừng tràm nguyên thủy bạc ngàn. Và trong cái thế giới đúng nghĩa của u minh này, cây tràm là hiện thân cho vị thần hộ mệnh. Từ những đứa trẻ con bé nhỏ đến người trí dũng tinh thông, đều không thể chối từ sự chở che bảo bọc của rừng tràm. Và rừng còn xẻ thịt cắt da của mình để che chở, nuôi dưỡng cho những người con ta hương bỏ xứ đến đây mà khai khẩn sinh cơ lập nghiệp. Nhưng rừng vẫn chỉ là rừng, vẫn không đủ điều kiện để cho họ đủ đầy ấm no. Thiếu thốn vật chất vẫn là điều mà bà con nơi đây đang phải gánh chịu. Về miệt này, không khó để thấy hình ảnh những đứa bé con mặt mày lem luốc, tay cầm trái chuối luộc mà nhai ngấu nghiến để dằn bụng no lòng, trong khi cha mẹ đang phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ngoài đồng ruộng, nơi còn dương dãi những gốc tràm khai quang chưa nhổ hết đi được. Không khó để thấy tuy nơi này đậm mùi tôm giả, nhưng vẫn sọc lên mũi, sát vào da, ám vào ngũ quan tới không khí lạnh lẽo, thê lương và tràn đầy âm khí này. Chiều nay khác xa so với những chiều trước, vẫn bàn trà ở cạnh mũi ghe, nhưng cái nắng dịu ngọt ở miệt ngã bảy đã không còn cơ hội hát lên từ chút nước vàng ống trong ly. Ở đây xung quanh phủ lên một màu xanh rêu rợn rợn, gió mang hơi ẩm khẽ phớt nhẹ lên đôi mắt xa xăm của Đạt. Dùng này bà con còn cực quá khai. Trừng thiên nước độc, trắng trích cọp beo có đủ hết. Vậy mà bà con của mình vẫn sống được, bám trụ, trời lấy làm vui gì nó nữa. Anh thiệt thấy thương lắm. Dạ. Hồi nãy anh thấy không, cái khúc mà mình vừa mới qua đó, ruộng trồng lúa xanh rì mà cứ lởm chởm mấy cái gốc tràm còn bám lại. Tràm nước này nó bám chắc dữ lắm, sức người khó mà nhổ được. Ý là đó mới ngoài rìa thôi, chứ mà mình vô sâu trong nữa thì còn cỡ nào hơn. À, mà em còn nhớ tới cái lúc mà thầy ba uống trà với mình không? Thầy có nói là cứ xuôi về đây thì mình sẽ hiểu được lý do vì sao mà thầy làm như vậy. Nhìn không khí này á, anh cũng cảm nhận ra được phần nào rồi đó. Không ít đâu anh, chắc nãy giờ anh cũng thấy mà. Nhưng mà em vẫn nghĩ á, nó cũng không tới mức để mà thầy ba làm như vậy đâu. Ừ, xung quanh đây âm khí còn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không nên làm gì cả. Phần gì đó là sự linh thiêng, là đặc thù của chúng rừng sâu rồi. Thứ hai á, là có âm thì có dương,
âm dương tuần hoàn luân chuyển, đó là quy luật mà tạo hóa đã tạo ra rồi Khải à. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bây giờ cũng gần tắt nắng rồi, mình xuôi ghe thêm một đoạn nữa đi. Tới chỗ nào có bà con ở đông á thì mình neo lại. Em phải lên sớm đổi mớ gạo và nấu cơm nữa. À, mớ trái cây dường còn nhiều đó, đem lên cho bà con đi, coi như là làm quen vậy mà. Với dọc đường về đây á, mình cũng giúp đỡ nhiều bà con. Họ cứ biếu quà cáp á, ngại muốn chết. Lúc đó anh không có lấy, nhưng mà xin được nhiều gia vị nấu nướng lắm. Tính bụng á, là đem về đây cho bà con nè. Khải không nói gì, đưa tay với lấy ly trà, hớp một ngụm, với đôi mắt vui vui xen lẫn khâm phục. Lời nói vừa rồi có lẽ là một trong những lý do khiến cho Khải luôn tôn kính người anh kết nghĩa này. Đạt luôn chu đáo và lo nghĩ cho người khác như vậy. Chép miệng vì trà đắng chát, đột nhiên Khải như nhớ ra điều gì đó. Anh nói: "À Đạt à, có cái vụ của ông Hai Xế đó. Cái lúc mà ổng trước khi chết, ổng có nói là: ai đầu đó, khi mày thấy cái mặt nạ quỷ tao đeo phía trước, thì ngày đó chính là ngày tàn của mày." Anh có nhớ không? Lúc đó anh bị thương nặng quá, không có gượng dậy nổi, rồi được đưa về nhà hai thầy, cho nên chưa có dịp hỏi anh nữa. Ừ, anh nhớ chứ. Theo anh nghĩ đó, thì đó là một thế lực mà người sử dụng tà pháp, nhưng mà có tổ chức đó. Và cái tên Hai Xế kia có mối quan hệ nào đó với nhóm người này. Nhưng mà suốt chặng đường đến nay vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Chắc có thể chúng ta sẽ sớm gặp thôi. Anh nghĩ là như vậy. Em thì thấy nếu là một nhóm thầy pháp mà sử dụng tà thuật, rồi còn đeo mặt nạ để che giấu thân phận, thì thật là không có dễ đối phó đâu. Và chúng hoạt động có tổ chức, nhắm đến mục đích nào đó rất là lớn. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thôi, chốt chặn đó dù gì anh muốn cũng phải vượt qua. Vì cứ để cho chúng như vậy, bà con của mình sẽ khổ thêm. Anh thấy... Đạt chưa nói dứt câu thì đột nhiên anh khựng người lại, đôi mắt hơi nhíu nhìn về phía Khải, cũng đang trong tình trạng tương tự. Có một âm phong lạ đang bao bọc xung quanh. Những tán lá tràm cứ xào xạc, nhưng với một nhịp điệu khác lạ, xen lẫn trong đó là tiếng rít gạo thê lương. Không khí lạnh và ẩm ướt đến nỗi cảm giác như sắp có một trận mưa rất nặng hạt sắp đổ ập xuống. Mặt nước đang vô cùng phẳng lặng, nhưng thật lạ, tiếng chách bập vỗ vào mạn ghe rất mạnh, tựa hồ như đang đi trong tâm bão vậy. Có tiếng khứa lẹt xẹt như ai đó đang dùng con dao sắc nhọn mà cào mạnh vào thành ghe. Gió lụa lên thổi tóc tấm bạc phủ mái che. Bất giác đã quay đầu nhìn sang bên phải, nhìn xuống thì anh thoáng bất ngờ, chân mày cong lên khi ở dưới đó đang có ba bốn cái thân hình đen xì gầy nhôm, cả nhân dáng phủ trọn một màu đen của bụng sình, chỉ lộ rõ ra cái hốc miệng tua tủa những răng nhọn đang tru tréo lên từng hồi ghê rợn. Chúng đang cố cạo cấu mà ngôi lên thành ghe, nhưng chỉ bất lực mà trú lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Bàn tay phải chạm nhẹ vào cây sáo trúc đặt ở mép bàn, rồi bất thình lình bóp chặt một cái. Trong tích tắc, một luồng sáng vàng từ đâu sẵn phía sau lái phóng ra, rồi chạy một vòng xung quanh thành ghe, khiến cho những kẻ đột nhập kia thét lên hãi hùng rồi mất dạng, để lại ba bốn tiếng đì đụng trên mặt nước như cá lóc táp mội ở trong đầm vậy. Không khí yên bình trở lại, nhưng sự tĩnh lặng cũng kéo nhau mà bủa dây lấy chiếc ghe hàng bông cô độc. Đạt cầm cây đinh thiên ấn bước từ từ ra mũi ghe, theo sau là Khải. Cả hai đứng quan sát một hồi, rồi Đạt khẽ nói: "Khải, em coi, đất U Minh đón khách vậy đó." Khải đưa mắt nhìn phía sau ẩn trong những tán lá tràm rậm rạp, thoát khỏi ánh nhìn của hai chàng pháp sư là những đôi mắt đỏ như đèn trong, im lặng và lăm lăm nhìn về phía chiếc ghe. Thi thoảng có tiếng sột soạt như tiếng khỉ truyền cành để lại, kèm theo là những tiếng cười khanh khách lúc xa lúc gần vọng lại đây. Một khung cảnh u ám lạnh lẽo và nạc mùi tử khí hòa quyện vào nhau như một màn chào hỏi hai vị pháp sư dân gian đến với đất Trần phương Nam này.
đã cắm cái đinh thiên ấn vào một cái khe nhỏ vừa dặn, chắc đã được anh gọt đẽo kỳ công ở trước mũi ghe. Rồi cả hai bước vào bên trong. Mũi ghe trẻ đôi làn nước, trẻ luôn cả làn âm phong lạnh lẽo ma mị kia, và lầm lũi tiến về phía trước với đôi mắt rực sáng. Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều, mọi thứ dần ấm áp trở lại do bắt đầu có hơi người. Xa xa có thể thấy được những mảnh ruộng thưa thớt, buồn hiu sắp bị màn đêm nuốt trọn. Khải bước ra trước mũi ghe quan sát. Khu vực này thưa dân, chưa đông người ở, nhưng phía trước có một cái bến khá rộng và thoáng đãng, rất thích hợp để neo ghe và kiếm ít củi mà nấu nướng. Vì giờ này là nước đứng, có đi tiếp cũng sẽ rất chậm thôi. Anh quyết định cho ghe tấp vào đây. Vừa nhảy xuống cột dây vào một gốc tràm, toan tính lên bờ, thì ngay sau đó có một đám người mặc áo bà ba hối hả chạy về phía anh. Một vài trong số đó còn mang theo cả gậy gộc. Bước chưa tới gần, còn cách độ chừng 10 bước, thì một cả thanh niên đã lên tiếng quát tháo. Nè, đi chỗ khác mà đậu đi, không có đậu ghe chỗ này. Khải chưa hiểu gì, vốn đây là một cái bãi đất trống. Đất rừng u minh bạc ngàn này đâu của riêng ai, mà việc neo đậu một chiếc ghe cũng có gì to tát đâu. Nghe động, Đạt cũng bước ra. Anh đưa mắt nhìn quan sát thật kỹ đám người này. Đa phần là thanh niên tuổi đời còn trẻ, một vài trong đó cũng cỡ với anh. Nhìn sơ qua anh có thể đoán được phần nào cái kiểu cách cậy thế như thế này. Anh trả lời bằng giọng có chút dò xét. Dạ, tôi là dân buôn bán trên sông. Lỡ đường trời chiều mà nước đứng, cho nên tính tấp tạm vô đây nấu nồi cơm rồi chờ nước lớn. Có biết là có mạo phạm vô đất của nhà vị nào hay không ạ? Đây là chỗ của hội đồng dư. Nhà ông đang có việc đại sự, cho nên cấm không cho ai bén mảng tới gần khu vực này. Không hồn thì đi, tránh đi mang quả. Khải nãy giờ im lặng, nhưng đến cuối cùng cũng không dằn được cơn bực tức. Cái đất trần này á, bà con về đây khai quang canh tác, hội đồng ở đây cai quản ai vậy, thưa các anh gia đình? Cái thằng ôn con, mày đừng có ăn nói hàm hồ, tao báo ông hội đồng còng đầu mày bây giờ đó. Dạ, tôi không rõ cho nên mới hỏi thôi. Ôi, mấy anh chân tay của ổng á, chắc phải tường chứ. Có thể cho tôi rõ không, ông ấy cai quản tới khu vực nào, để tụi tôi biết đường mà tránh nữa. Cái vùng này á, khí âm khí dương đều có, không biết là ông ấy có cai quản luôn cả chuyện âm thế luôn không. Kẻo lỡ mai dọc đường tụi tôi á, bị một cái đám đầu trâu mặt ngựa nó cản bước mà hãm hại, thì còn biết đường mà tới báo danh chứ. Mày, thôi đi mày, người ta không biết á, lỡ ghé vô thôi, có cái gì đâu mà mày hùng hổ vậy. Thôi vô trong đi, coi ông có cần việc gì hay không. Kéo ra đây hết á, lỡ ông có chuyện cần, mà không có là tụi bay no đòn đó. Để chú nói chuyện với họ. Mày coi chừng nghe cái thằng léo mép. Đám người bỏ đi rồi, chỉ còn một người đàn ông nước da đen lùi, ánh mắt hiền hậu, với đôi chân mày rậm rạp sụp xuống mi mắt. Thân người cao dong dỏng, hơi ốm, và đặc trưng với mái đầu bới cụ tỏi. Ông bước về phía Khải và Đạt, thoáng nhìn cả hai một chút rồi hiền hòa nói. Hai cậu chắc không phải dân vùng này hả? Dạ chú, tụi con bán hàng bông, không có nhà, ăn ngủ cũng ở trên chiếc ghe này luôn. Ở trên kia do chán cảnh địa chủ áp bức bóc lột người nghèo, cho nên mới lui về xứ này, trước để buôn bán làm ăn, sau cũng muốn tìm một người bà con thất lạc đó mà. Câu trả lời pha lẫn với chút châm biếm của Đạt không khiến cho người đàn ông kia phiền lòng, mà ông ta vẫn nhìn anh với đôi mắt như thông cảm và thấu hiểu. Ông nói, gần đây á, thêm một tiếng chèo ghe nữa, sẽ có một xóm bà con u minh mình ở cũng sơm tụ. Cậu cứ về đó neo ghe đi. Bà con mình hiền hòa hiếu khách lắm, cậu ở luôn cũng được, không có sao hết. Bữa nay do nhà ông hội đồng có tang, cậu con trai mà ông ấy yêu thương nhất, không hiểu sao chết bất đắc kỳ tử, lại tìm thấy xác trôi sông nữa. Cho nên bữa nay khu vực này dựng đàn lên để mời thầy về làm lễ cúng đó. Nên là mong mấy cậu thông cảm cho nghe. À, con hiểu rồi. Vậy chú cũng là làm cho ông hội đồng hả chú? Đúng rồi, tôi coi cửa, với lại lo mấy công chuyện lặt vặt trong nhà cho ông hội đồng. Nhà nghèo quá đó, cho nên phải như vậy để mà còn sống được chứ cậu. Dạ, nếu vậy thôi tụi con xin phép tụi con đi, để tránh gây ảnh hưởng đến chú nữa.
Thôi tụi con xin phép nghe chú. Dạ, thưa chú con đi nha. Cái cũng gật đầu gửi lời chào tạm biệt đến người đàn ông. Lại thêm một cảnh đời tội nghiệp. Dân đã khổ, lại còn chui ở đâu lên một ông hội đồng mà cung cách có vẻ chẳng mấy gì là hiền lành, biết lo cho dân nghèo cả. Chiếc ghe lùi bước, tiến đi được một đoạn, mới khoảng vài chục thước, thì lúc này tầm nhìn đã rõ hơn, để lộ ra phía bên bờ, cờ tang rủ trắng xóa, bàn cúng mâm lễ với những vật phẩm xa qua chất chồng, khói nhang bay lên nghi ngút. Cảnh người nhốn nháo chuẩn bị, đồn đáo xáo động cả một khúc sông vắng. Anh nhíu mày, nói nhỏ với Khải. Ở đây có quán khí bao quanh, nhưng không phải là do tích tụ lâu ngày đâu, mà mới chỉ gần đây thôi. Ừ, anh coi, cái cách bài lễ này á, tuy với người thường thì thấy xa hoa cầu kỳ, nhưng mà cách thức bài trí sắp đặt khá là tầm thường. Nhưng mà có thể đoán là họ muốn gọi hồn đó. Ừ đúng rồi, lúc nãy em có nghe nói gì không? Chết bất đắc kỳ tử, mà xác trôi sông nữa, có thể là bị ma gia bắt hồn rồi. Nhân quả báo ứng, người ta vẫn luôn lơ là với nó, đến khi mà nó đến trong tích tắc thì có hối cũng không kịp. Ừ, nhưng mà thôi, đó là chuyện nhà của người ta, họ không muốn mình dính vào thì chắc là có người cậy nhờ rồi. Trước mắt là anh để Hay Liên lại đây đã, tránh có gì bất trắc xảy ra. Vì cái lượng quán khí này đủ để gây thiệt hại về mạng người đó, chứ không có coi thường được đâu. Anh em mình xuôi ghê về chỗ bà con ở dưới kia đi. Dạ. Trong rủi được chừng hơn một tiếng đồng hồ nữa, thì trong tầm mắt đã thấy được lưa thưa thêm nhiều căn chòi lá đơn sơ, ngăn cách nhau bởi mấy mẫu ruộng đã bị đêm nhuộm xuống một màu nâu sẫm. Ếch nhái ở đây rền vang mạnh mẽ hơn nhiều so với miệt trên rất nhiều. Chúng dường như chẳng sợ hơi người, mà muốn khẳng định rõ nét cái lãnh thổ của mình. Không gian xung quanh có vẻ thoáng đãng hơn rất nhiều, vì bà con đã phát quang bờ bụi để tiện cho việc canh tác. Đèn dầu nhà ai le lối hắt lại phía bên này, mang đến một cảm giác ấm áp giữa chốn rừng thiên nước độc. Chiếc ghe từ từ tấp vào một mô đất có một cây tràm to lớn, lá khô rụng xuống, phủ đầy kín cả một góc bờ. Khải lụm khụm khiêng tấm ván dậy, để bắt từ mũi ghe lên trên để làm đường đi lên đi xuống. Đã hất hai ly nước trà uống dở xuống kinh, đưa tay dặn lớn cái đèn hột dịch ám khói là mở câm, chợt khẩn khoản bước ra. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái mùi vị sình bùng, ngai ngái, cùng với không khí thoang thoảng mùi hương lúa non và cả cái vị đậm đà của bông tràm. Anh khẩn khoản nói. Có mấy con cá lóc cẩn á, em nhấp hồi hôm, bây giờ đem kho ăn cơm nghe Khải. Em đi lên sớm đi, đem theo mấy gói gia vị mà còn nguyên đó, gửi biếu cho bà con làm quen, sẵn xin ít gạo về nấu cơm nha. Anh đảo một chồng kiếm rau về luộc chấm. Dạ, bây giờ em đi nè. À mà quên, anh đưa cho em một lá bùa sơn từ pháp lực của Đinh Thiên Ấn đi. Ừ, em đưa cho. Tạm thời sẵn tiện trấn chỗ đó đi Khải. Phần đất đó hơi lạ, nhưng mà để làm quen bà con trước đi, rồi mới mốt đi xem xét lại, nó sẽ tiện hơn. Nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt, thì khuất hơi sâu hơn so với tầm mắt người thường. Đó là nơi chia cách giữa rừng và ruộng lúa của bà con. Chắc là sẽ có một con đường mương nào đó được đào để tránh cho thú rừng lẻn ra mà gây hại. À, em biết rồi, em đi nha. Cái quàng trên vai cái tay nải chứa các món gia vị để biếu cho bà con, rồi lững thững khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng. Đạt cũng xách cây đèn dầu, tiếng sột soạt của lá khô bị bước chân của anh đạp lên theo từng nhịp bước về phía mé bờ. Nhưng mới đi được mấy bước chân thì chợt anh nghe thấy một câu hát phát ra từ phía đằng xa. Cái giọng trầm đục chắc nịch của miền Nam Bộ không lẫn đi đâu được. À, trước đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức, sớm sanh con hiền. Đạt đưa mắt ngó ra,
thì trong đêm tối dần rõ hơn bóng dáng của một ông già, tay đang cầm một sâu ếch, miệng thì đang ngậm phì phèo điếu thuốc rê. Ông già tóc đã điểm bạc gần cả mái đầu, làm cho mái tóc lẫn với bộ râu dài quá cầm như muốn quạ vào trong làn khói bay lên từ khóe miệng. Ông già khẽ nheo mắt khi nhận ra có người thanh niên trước mặt. Ông cười hề hề rồi bước tới hỏi. Mới ở xứ khác tới hả con? Bây giờ tính đi đâu đó? Dạ thưa ông, con là người học đạo, nghe theo lời thầy mà xuôi về phương Nam để giúp đỡ cho bà con. Tự thân phải trải qua thử thách để mà tu tâm dưỡng đạo. Con bắt đầu từ miệt cả rừng Kiến Phong, cũng qua một cái thời gian rồi, nay xuôi ghe về tới xứ này. Dạ thưa ông ơi, cho con hỏi con có thể gọi ông bằng cái gì ạ? Câu trả lời có phần khẳng khái của Đạt, nhưng anh nhận thấy mình không cần phải giấu giếm ông già hiền hậu này. Tuy vậy, nhưng nó cũng đủ khiến cho mắt ông già có chút đăm chiêu. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng giãn ra. Ông cười mà trả lời. Giỏi, thân trai á, mình làm cái gì thì cứ ra làm vậy, đổi trời đạp đất, ông khoái rồi đó. Nè, ông thứ ba, con gọi là ông ba đi con. Ông sống ở đất này lâu lắm rồi, từ cái hồi mà theo cha ông về đây khai khẩn đất quan cho tới bây giờ đó. Và nè, tối nay con ngủ ở đâu? Hay là về nhà ông ở tạm đi con. Dạ thôi được rồi ông, ở trên ghe con cũng có đầy đủ các vật dụng để mà sống như một cái nhà vậy. À, con còn thằng em Kết Nghĩa nữa, nó mới lên sớm đi làm quen bà con mình đó. À, con mời ông lên ghe, mình làm vài ly trà nói chuyện nghe ông. Cái gì chứ trà là tao mê à. Đi lên đó đi, rồi ông kể chuyện đất này cho con nghe. Trên hành trình tu đạo của mình, không chỉ tìm về chân đạo mà anh còn gặp được những tấm tình quê thịnh soạn như vậy, thì không uổng một kiếp người. Dân quê mình là vậy đó, trộn rãng, sảng khoái, ruột để ngoài da. Cái bàn trà quen thuộc đón người khách mới quen quá vừa dặn cho khung cảnh êm đềm tối nay. Hai người một già một trẻ dưới ánh sáng vàng đượm, heo hắt cứ tỏa ra cái mùi vị của sự ấm cúng khó tả. Ông kể cho anh nghe về cuộc sống của bà con xứ này, từ cái thời nghèo đói trốn tránh những áp bức mà theo ghe dông xuồng về đây. Trên đường đi đã không ít người phải bỏ mạng vì cướp, vì thú dữ luôn chực chờ. Và cái thứ mà họ đang trốn chạy, đói khát. Ông kể về quá trình nhổ tràm, đắp đất dựng nhà, về cuộc sống ban đầu làm sao mà sống chung với rắn hổ mây, với cọp u minh, và cả cái hàm răng kinh hãi của loài cá sấu luôn ẩn mình dưới dòng nước đục quánh. Ông kể về thời trai trẻ quần quật với mấy công ruộng mà đất còn phèn đặc. Kể về những nỗi canh cánh bên lòng của bà con xứ này, cả về những chuyện tâm linh ma mị mà họ chỉ đành gồng mình sống chung với nó thôi. Đó, rồi khoảng độ đâu 5 năm trước, cái thằng Bá Hậu Dư ở ngoài chợ cấu kết với Hoàng Bình, chỗ nó được phong lên làm hội đồng, làm giả giấy tờ bằng khoáng, nói là đất này của nó, mướn mấy thằng tay sai tới đây cướp bóc lúa thóc của bà con. Nhà nó ở khúc trên đó, chắc hồi chiều con có đi ngang qua mà phải không? Dạ con có thấy. Mà vậy rồi bà con mình cứ để cho tụi nó hà hiếp như vậy sao ông ba? Sao mà được con, đất này mình đổ máu mà nên đó. Dù cho có chết đi nữa cũng không để tụi nó bước chân vô cái đất đồng u minh này và lấy cái gì đâu. Dạ, nhưng mà tụi nó cậy quyền cậy thế, rồi bà con mình làm như thế nào đây? Lúc đầu á, bà con mình chống trả dữ lắm, cuốc nè, lưỡi liềm, phản, có cái nào thì chơi cái đó. Cũng có một số người liều mạng chết chung với tụi nó luôn đó, bị tụi nó bắt đại đi biệt xứ, khổ lắm con ơi. Ôi, nhưng mà độ đâu 2-3 năm trở lại đây, tụi nó không còn dám tới nhiều như trước nữa. Anh Đạt ơi, có chuyện này lạ lắm nè. Đạt ngạc nhiên toan hỏi gì sao, thì từ đâu nghe tiếng của Khải hớt hải vọng lại. Nhìn thấy người khách lạ, Khải hơi lượng sượng. Đạt khẽ cười rồi kêu anh ngồi xuống. Khải, đây là ông ba, người xóm này đó. Anh cũng giới thiệu em cho ông biết rồi, có chuyện gì em cứ nói đi, không có sao hết đâu. Dạ, dạ thưa ông ba,
Cái lá bùa mà anh đưa cho em để trấn ở bìa rừng á. Nhưng mà em tới đó thì thấy cái nguồn âm khí rất là lớn, nó đang cuộn cuộn từ trong rừng luôn đó anh. Nhưng lạ là cứ tới ranh giới cái bờ ruộng là nó dừng lại thôi, chỉ mấp mé mà không có thoát ra ngoài được. Em thấy vậy á cho nên mới vội vàng chạy về báo với anh nè. Đạt tạm thời vẫn chưa hiểu được sự việc lạ kỳ này, một phần vì anh chưa mục sở thị tận mắt. Nhưng nếu như Khải đã mô tả thì tạm thời trong một thời gian ngắn, điều đó sẽ chưa gây tổn hại gì lớn tới bà con. Đang lẩm nhẩm suy tính trong đầu thì tiếng nói khàn đục của ông ba lại phát ra. Tụi nó không kéo tới nữa, tưởng là phúc, ai ngờ đâu là quả. Con coi đi, cánh rừng phía sau cái đồng ruộng của mình đó, hồi trước bà con còn vô đó lấy tổ ong săn bắt đồ được. Nhưng bà độ 3 năm trước thì nó xảy ra nhiều cái chuyện kỳ lạ lắm. Ai đi vô đó là không có ngày trở ra. Đêm đến thì bây giờ không còn nghe tiếng thú dữ nữa, mà lâu lâu lại nghe tiếng gầm gừ, giống như là ông trời gầm vậy đó. Rồi nhiều cái chết thương tâm của bà con nào mà coi thường không cẩn thận đó, riết rồi người ta đồn cái vùng này bị ma ám, cho nên tụi nó sợ, không có dám tới gần luôn. Nói tới đây, ông bà ngưng lại, thở hắt ra một hơi dài. Dòng nước mắt sóng cứ tuôn ra, trực chờ mà chảy xuống nơi những nếp nhăn trên hai bên má. Ông ngước nhìn lên xa xăm. Ông cũng có đứa cháu gái, mới gần 20 tuổi đầu. Một bữa kia nó nói với ông nó đi lên chợ sớm để mua cho ông cái mệnh, mà từ đó cho tới nay mất biệt tâm biệt tích. Ông đi kiếm hoài mà không có thấy, cũng gần một năm trời nay rồi. Đạt nhìn ông thương cảm, như thấu hiểu được nỗi lòng của người già quê đang mang nặng. Anh nói: Dạ, ông cho con ngày sanh tháng đẻ, tên họ của em ấy đi, con thử bố một quẻ xem như thế nào. Trời ơi, được vậy thì tốt quá rồi. Tên nó là... Đạt đưa tay bấm độn, dựa theo những điều mà ông ba nói. Bỗng trong một tích tắc, đôi mắt anh mở to hơn, đưa mắt đảo trở lại, có chút hoảng hốt. Sao rồi con? Bộ có chuyện gì sao? Dạ, không có gì đâu ông. Do bữa nay sao mệnh không có rõ, cho nên quẻ bối ra khá là hỗn độn. Con có chút bất ngờ. Chắc do vùng này đang bị khí âm đảo chiều lấn áp, để bữa sau con sẽ tìm hiểu rõ. Nhưng mà con hứa với ông bà, nhất định con sẽ giúp ông tìm lại em ấy. Vậy hả? Vậy ông cảm ơn con trước nha. Để ngày mơ đi, ông dẫn anh em bay đi một vòng giới thiệu với bà con sớm này, sẵn tiện coi tình hình như thế nào. Nếu mà giúp được, mong con thương tình giúp đỡ. Bà con mình chịu cực khổ nhiều lắm rồi bây giờ. Dạ. Đạt chưa kịp trả lời hết câu thì đột nhiên cây sáo trúc đang gác phía đùi chợt rung lên. Ở trong tâm thức, anh cảm nhận được giọng nói của Liên phát ra. Đạt, có chút chuyện này tôi nghĩ nên báo cho cậu chuẩn bị. Đạt khẽ ngẩng mặt lên, nhìn ông ba với đôi mắt phấn chấn trở lại, như muốn kéo ông ra khỏi nỗi niềm đang hiện hữu. Ông ba, mấy khi mà có dịp ông cháu mình quen biết như vậy. Lúc nãy nghe câu hát của ông á, làm cho con khoái quá. Thôi bây giờ con ra sau nướng mấy con khô nghe, ba ông cháu mình làm sương sương. Con muốn nghe ông hát lại hết cái bài hồi nãy mới thỏa đó. Trời ơi, được chứ mày. Vậy chứ tao khoái anh em bay rồi đó nghe. Lẹ đi con. Đạt đi rồi, ở đây Khải mới lên tiếng nói. Ông ba cứ an tâm đi, tụi con đã đến đây thì dù có bỏ cái mạng lại đây á, cũng sẽ tìm cách giúp đỡ cho bà con mình mà. Ông già vỗ vai Khải cái bợp, rồi cười lên sảng khoái. Cái sảng khoái như điệu hò, câu hát của ông vậy. Tối đó, ba ông cháu mới quen cùng với vài ly đế rồi ngâm nga câu hát lục dân tiên mà bà con của mình dù không biết chữ vẫn thuộc lào trong bụng. Đêm cứ vậy bình yên trôi qua, trên chiếc ghe hàng bông cứ lắc lư theo từng nhịp câu hò.
Sáng sớm hôm sau, khi mà tiếng của những đàn cò kêu nhau quang quát trên từng tán tràm chuẩn bị xả xuống đám ruộng của bà con, khi cả hai bị đánh thức bởi những âm điệu lạ tai này thì ông ba đã về rồi. Dân quê mình có lẽ thói quen thức khuya dậy sớm đã ăn vào tận sâu trong máu rồi. Đạt bước ra sau lái, đứng dương dài. Không gian buổi sớm dễ khiến cho lòng người nao núng vì những công chuyện còn phải làm trong một ngày dài. Và đặc biệt hơn khi ở một vùng rừng bạc ngàn bít bụng này, không khỏi khiến cho anh bỗng chạnh lòng, nhớ về Hương, nhớ về hai thầy thân yêu luôn chờ đợi. Anh tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều để còn nhanh chóng trở về phụng dưỡng hai thầy, chăm sóc cho Hương, bù đắp những tháng ngày dò dỏ đợi mong. Hồi tối á, chị Liên về báo chuyện gì hả anh Đạt? Tiếng của Khải phát ra cắt ngang dòng xúc cảm của Đạt. Ừ, con của hội đồng dư là bị quán linh hại chết đó. Ôi, em nghĩ chắc là một cái thằng dựa vào quyền thế của ông già mà đi hại người ta chứ gì. Cái loại người đó thì thiếu gì quan hồn chực chợ mà lấy mạng anh ơi. Ừ, nhưng mà cháu gái của ông ba cũng chết rồi. Ừ, hả? Sao? Thì ra tối qua anh giật mình là gì vậy hả? Tội nghiệp ông. Anh thấy sao? Nếu mà chết thì ít nhiều cũng phải tìm thấy xác chứ. Đằng này sao lại bật vô âm tính như vậy? Kỳ lạ thật. Anh cảm thấy chuyện này có dính líu tới thằng con của ông Dư đó. À, và còn cả cái nguồn âm khí ở trong rừng tràm nữa. Bà con mình sao mà khổ quá. Vậy bây giờ trước mắt mình làm gì đây? Anh đoán chắc là có thể hôm nay hội đồng dư sẽ đến đây đó. Ủa, ông ta đến đây làm gì chứ? Không lẽ con chết rồi á, hắn ta điên cuồng lên đây cướp bóc của bà con hay sao? Không phải đâu. Lần này hắn đến sẽ không làm hại ai cả. Tí nữa em sẽ biết. Ờ, dạ. Bây giờ như vậy, trước mắt bữa nay mình cần làm là đi lên sớm thăm hỏi bà con. Mình đến nhà ông ba trước đi, rồi nhờ ông dẫn đi, sẵn tiện coi tình hình địa thế cái vùng này như thế nào. Ờ, rồi sao nữa anh? Ờ, rồi mình chờ ông Dư tới hả? Nhưng rồi Đạt chưa trả lời thì đã nghe có tiếng gọi. Ừ, Đạt ơi, Khải à, dậy chưa? Ông dẫn đi ruộng nè. Cả hai vui vẻ chạy ra chào. Vừa bước tới bờ đất đã thấy ông ba cầm sẵn trên tay mấy củ khoai lang luộc, đưa lên rồi nói: Nè nè nè, làm đỡ mấy củ khoai dằn bụng đi, rồi ông dẫn đi gặp bà con nha. Dạ, cảm ơn ông ba. Khải đưa tay nhận lấy, rồi cả ba ông cháu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thì bất ngờ có tiếng máy ghe nổi lạch cạch, vang dậy cả một góc trời. Bà con làm ruộng ở gần đó cũng bị đánh động mà chạy tới nhìn ngó. Ông ba đang cười, bỗng dưng sắc mặt nghiêm nghị đăm chiêu. Ông đứng lên nói khẽ: Ê, trời ơi, chuyện gì nữa đây? Chiếc ghe to lớn từ từ cập vào bờ cạnh ghe của Đạt. Cái chân vịt lớn của nó khiến cho sóng nước dồn dập dỗ vào bờ, cũng khiến cho chiếc ghe nhỏ bên cạnh lắc lư chao đảo. Đạt và Khải nhận ra được đám gia đình chiều hôm qua. Có cả người đàn ông chỉ đường cho mình đang khụm nệm bước xuống trước, rồi dang dai ra làm điểm dịnh cho người đàn ông gầy nhôm nhỏ thó chống gậy bước xuống. Đầu gậy xoáy sâu vào đất ẩm những lỗ tròn tròn. Lão mặc trên người bộ bà ba bằng lụa phi bóng trắng toát, chân mang guốc, đầu đội nón rộng vành. Dễ khiến cho người ta chú ý nhất là hàng ri mép dài xoăn quặp xuống cùng với mái đầu bới củ tỏi ra sau bóng lưỡng. Nhưng trên mái đầu đó không che khỏi được những đốm muối tiêu đã điểm màu, đoán chừng đâu cũng trên hàng năm. Ông ba nheo mắt nhìn về phía đó rồi lên tiếng: Ờ, thằng hội đồng dư đó, nó tới đây làm cái gì vậy đó? Nói rồi ông Toan bước tới đó thì Đạt ngăn lại, mỉm một nụ cười nhìn ông. Ông ba, hãy khoan đi, để đó cho con. Đạt nói xong, anh tiến từng bước chắc bẩm tiến lại chỗ hội đồng dư đang đứng đó, với hai tay vịn vào đầu gậy mà ngó quanh như đang suy tính điều gì. Đám gia đình thấy vậy liền ngăn anh lại. Lại là mày hả? Có chuyện gì? Đạt như chẳng thèm để ý đến chúng. Anh nhìn thẳng về phía hội đồng dư cách đó vài bước, lúc này cũng đang nhìn thẳng vào anh rồi nói lớn: Tôi chính là người mà ông đang cần tìm đây. Lời nói khiến cho Khải và mọi người chưa hiểu được gì. Đám gia đình định sọc tới chỗ Đạt thì sững ngay người lại,
vì bàn tay giơ lên của hội đồng dư. Mọi ánh mắt được đổ dồn về khuôn mặt đăm chiêu pha lẫn hách dịch của ông ta. Hắn nhìn chăm chăm vào Đạt, nhưng tâm tưởng lại tái hiện cái sự việc đêm qua, sự việc làm cho ông ta phải đến đây ngay lúc sáng sớm này. Tối đó, tầm hơn 11 giờ khuya, trên bãi sông Quan Vắng, nơi mà Đạt và Khải bị đuổi đi, không được neo ghe ở lại vào đầu giờ chiều, đám gia đình 12 con người đang đứng thành hàng ngang dọc, khuôn mặt nghiêm trang pha lẫn chút sợ sệt. Không ai nói với ai lời nào, ánh mắt chăm chú mà nhìn vào cái pháp đàn ở giữa. Đối với những người bình thường mà nói thì đây là một cái pháp đàn hoành tráng vô cùng cầu kỳ, những vật phẩm tế lễ đủ làm cho đám gia đình phải chép miệng thèm thuồng không ngớt, lại được lão thầy pháp Quang Dương giải xuống đất kèm theo những câu chú lép nhép trong miệng, hòa vào từng động tác lắc chuông len keng, lúc lại đốt bùa khấn vái, tay không ngừng quơ nhanh cây kiếm gỗ, cứ vậy mà kéo dài hơn 20 phút đồng hồ. Nhìn vào nét mệt mỏi trên khuôn mặt phì phẫn có chừng hơn 50 tuổi của ông ta, đôi mắt tì hí nhưng đảo liếc rất nhanh, làm toát hẳn lên một hình ảnh đầy vẻ phản cảm cho người nhìn. Nhưng được phần ma mị và quyền bí, nhờ vào mái tóc dài điểm bạc xõa lỏng xuống vai, trên trán là một mảnh vải màu đỏ quấn ngang, như để tô đậm thêm vào bộ đồ thầy pháp màu vàng đang mặc trên người. Quăng xong mớ gạo muối cuối cùng xuống trước pháp đàn, ông ta quay lại nhìn hội đồng dư mà nói, giọng điệu không hề ẩn giấu vẻ xu nịnh. Dạ thưa ông hội đồng, tất cả đã được chuẩn bị xong, chờ một chút tới giờ linh là có thể gọi được hồn cậu hai trở về rồi, ông yên tâm đi. Cũng nhờ vào đức của ông hội đồng mà tôi mới dễ dàng gọi được hương hồn của cậu hai khẩn đó. Yên tâm, có lẽ lời to hót của ông ta đã không dùng đúng lúc, bởi hội đồng dư đang vật vã trong cơn uất nghẹn vì đứa con duy nhất mà ông trời ban cho. Khẩn là cái tên ông đặt cho nó, y như cái nguyện vọng mà trước khi nó được ra đời, con cậu con khẩn. Rồi lại ban cho nó một bản tính giống hệt với cha mình, chỉ ở tuổi đời 25 mà nó như một bản thể thứ hai của ông ta vậy, ngang tàn, hống hách, thái độ trịch thượng và không kém phần hiểm độc. Nhưng như vậy lại khiến cho ông ta vô cùng yêu mến, đúng với cái tâm niệm mà ông ta luôn cho là triết lý, con hơn cha là nhà có phúc vậy. Nhưng phúc đâu thì chưa tới, thì cái chết bất đắc kỳ tử đã đến với nó rồi. Cái hôm vớt xác lên, đôi mắt vẫn mở ra trần trần, lộ đầy vẻ sợ hãi trước khi chết, làm cho hội đồng dư như chết trụi cả linh hồn, xỉu lên ngất xuống không biết bao nhiêu là bận. Và hôm nay ông muốn biết rõ về nguyên nhân cái chết của đứa con dạng, bằng mọi giá phải bắt được kẻ dám giết hại hai khẩn. Tài năm, thầy là người trước giờ theo gia đình tôi, tôi luôn tin tưởng ở thầy. Lần này mọi việc đều trông cậy vào thầy. Nếu mà không gọi được hồn thằng hai và tìm ra nguyên nhân cái chết của nó, thì tôi nuôi thầy cũng có ích lợi gì. Chuẩn bị cuốn gói đi là vừa, thầy hiểu rõ chưa? Nghe thấy lời lẽ không chút lưu tình đó, thầy Năm hiểu, đó không đơn giản là lời hăm dọa đâu. Mặc dù đã hơn từ 5 năm trước, thầy đã theo hội đồng dư đến vùng đất này, bảo hộ cho ông ta thoát khỏi mọi thù oán và sự đeo bám của thế giới vô hình, những việc làm xấu xa và thâm độc tại vùng đất được mệnh danh là rừng thiên nước độc này. Dĩ nhiên, đổi lại là cuộc sống ăn trên ngồi trước, thịt tươi cá ngon dung đắp cho thân thể phương phi béo tốt, chăn êm nệm ấm quấn trọn, thỏa sức quát tháo, nạt nộ người ăn kẻ ở, những người mà ngày xưa từng chia cho mình củ khoai nắm gạo. Mặc dù sự ưu ái đó hơn hẳn so với cái tài bùa phép kém cỏi được thầy Năm che đậy một cách vô cùng khéo léo, nhưng lần này mức độ của sự việc đã lên tới đỉnh điểm. Nếu không thể hoàn thành, đồng nghĩa cuộc sống quy hoàng sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là cảnh đời đội gió nằm sương, trở lại với cuộc sống đã từng khi trước. Dạ ông hội đồng yên tâm đi, tôi nào dám quên công ơn của ông. Chuyện này không khó đối với tôi đâu, nhất định sẽ gọi được hồn giúp ông tìm ra được nguyên nhân, lôi đầu kẻ bất nhân đó mà trả thù cho cậu khẩn. Tôi lấy mạng của mình để đảm bảo đó. Nếu vậy thì tốt. Sở dĩ dám lớn giọng như vậy là vì ông ta biết mình làm được. Nói gì thì nói,
Để được một người như hội đồng dư tin tưởng, thầy Năm phải có điểm hơn người. Ngoài cái tài khua môi múa mép bợ đỡ, nếu mà để nói về những vong hồn có thể làm khó được ông ta, nhất thiết phải từ cấp độ khoáng linh. Còn như bình thường chẳng hạn như ma gia, ma uổng tử, hoàn toàn không đủ khả năng uy hiếp. Giá lại đây chỉ là một pháp đàn để gọi hồn thôi, tuyệt đối thầy Năm có dư khả năng hoàn thành. Và nó cần được tổ chức trong long trọng, để điểm tô màu sắc cho buổi biểu diễn được suy tính từ trước, đúng với loại thầy pháp kiếm cơm này. Tôi cũng đã đến giờ rồi, ông hội đồng ngồi vô dòng chỉ đó đi, chúc tôi làm phép là có thể gặp được cậu hai thôi. Sắp xếp đâu đó ổn thỏa, thầy Năm ngồi xuống lâm râm khấn vái. Qua một lúc, ông ta dùng cây kiếm gỗ kim vào một lá bùa, ký vào ngọn đèn cày cho cháy sáng lên, đồng thời rung lắc chiếc chuông liên hồi. Đột ngột, mái tóc xõa ra bắt đầu phất vơ tung bay bởi những cơn gió nổi lên giữa khoảng không yên tĩnh. Tán cây xao động, hòa nhịp vào điệu bộ của thầy Năm. Hắn đứng lên, mở nắp một cái lọ nhỏ, lấy nước bên trong bắn lên mắt của từng người có mặt, cho nhìn hội đồng dư thưa chuyện. À, cái này á sẽ giúp cho ông thấy được trong hồn cậu hai. Nhưng mà trước khi tôi ra hiệu, ông hội đồng đừng lên tiếng nói chuyện nha. Rồi quay sang đám gia nhân mà trở giọng. Còn tụi bay nữa, thấy cái gì cũng không được phép ho he nghe chưa. Không khéo làm lỡ việc của ông hội đồng là tụi bay biết hậu quả rồi đó. Lúc đó đừng có trách tao sao không báo trước nha. Nói rồi, không quan tâm phản ứng của họ ra sao, hắn ngồi xuống lại, nhắm chặt đôi mắt mà chuyên tâm đọc chú. Sau vài hồi, không khí đột ngột trở nên se lạnh, làm cho đám gia nhân cũng nhìn nhau mà chột dạ. Không ai bảo ai tự đứng sát vào nhau, hy vọng che bớt đi phần nào sự sợ hãi đang lan tỏa bên trong tâm thức. Hội đồng dư đã không ít lần chứng kiến những sự việc tương tự như thế này, nên có thể nói, ngoài thầy Năm ra, thì ông ta là người duy nhất không tỏ ra sợ sệt, mà chỉ nôn nao chờ đợi đứa con dạng quay trở lại thôi. Phật lên mấy tiếng, âm thanh được phát ra từ hai lá bùa mà thầy Năm vừa mới đốt rồi phóng ra phía trước. Một luồng âm phong lạnh lẽo từ phía đằng xa bất ngờ dục thẳng tới trước pháp đàn. Rồi một nhân ảnh mờ ảo dần rõ nét, kèm theo một giọng điệu sầu thảm, thê lương da diết. Hình ảnh đủ khiến cho đám gia nhân kinh hồn bạc vía, níu chặt tay nhau và khép nép lại một chỗ. Chỉ có mỗi hội đồng dư là ương ước đôi mắt nhìn vào đó gào lên. Khẩn, trời ơi, con tôi. Ông hội đồng bình tĩnh lại, chưa phải lúc nói chuyện đâu. Đợi tôi định hồn cậu hai trước đã. Thầy Năm vừa nói vừa choàng dậy, cản hội đồng dư, khiến cho lão cũng kịp bình tĩnh lại. Đành dương mắt mà nhìn đứa con trai luôn xem là bảo vật, giờ chỉ còn là một nhân dáng ướt sũng, mặt mày trắng bệch không chút cảm xúc, tóc tai rũ rượi, che đậy cái thân thể gầy gò trơ xương chỉ bằng một bộ đồ trắng. Nước vẫn còn đang nhỏ giọt lách tách. Điều khiến cho lão đau lòng hơn là bởi lão cảm thấy trên đôi mắt của nó chứa đựng một nỗi sầu thảm, đau đớn, khổ sở tột cùng, và rất muốn nói ra cái gì nhưng không thành tiếng. Thầy Năm cản hội đồng dư xong, vội vàng lấy ra một lá bùa khác, bước nhanh tới định dán lên trong hồn của Hai Khẩn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên Hai Khẩn nhìn lăm lăm vào ông hội đồng mà gào lên. Cha ơi, xóm nghèo, chỗ chứ kìa. Đó là lời nói duy nhất và cũng là sau cùng trước khi nhân ảnh của nó đột ngột rời đi. Lạ thật, dường như có một ai đó đang cuốn lấy vong hồn của nó mà lôi đi vậy. Bởi pha lẫn trong đó có một âm thanh hỗn tạp, gầm rú, mà mọi người nhận biết rõ không phải phát ra từ Khẩn. Sự việc diễn ra nhanh chóng và quá bất ngờ, khiến cho không một ai kịp phản ứng, ngay cả thầy Năm cũng không ngoại lệ. Hội đồng dư gào lên trong tuyệt vọng. Trời ơi con ơi, đừng bỏ cha mà con. Tiếng gào thét không đủ để kéo lại con mình, nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn văng vẳng lại câu nói. Cha ơi, sớm nghèo, chỗ chiếc ghe. Có thể nó đang muốn nhắn nhủ với ông Dư một điều gì, nhưng trong cơn hoảng loạn này, ông ta không đủ minh mẫn để mà suy nghĩ, vội quay qua lay mạnh người thầy Năm. Nè mau, thầy mau cứu nó, ai đó đang bắt nó đi đó, nhanh lên. Bình thường thì thầy Năm sẽ lao ngay lên,
dùng mọi cách để làm giật lấy công lao. Nhưng lần này hắn ta bỗng dưng đứng bất động như trời trọng, thậm chí không nhìn vào cả ông Dư lấy một cái. Ánh mắt của hắn lúc này rõ ràng đang rất quan mang, sợ sệt. Hắn đang nhìn về phía bờ sông, cách đó chừng vài thước. Đám gia đình cũng đột ngột nháo nhào cả lên, ba chân bốn cẳng chạy túm tụm lại sau lưng thầy Năm, như tìm một lá chắn che chở cho mình. Trời ơi, ma kìa, cứu mạng thầy Năm ơi. Tiếng la hét hoảng loạn của họ không lấn áp được âm thanh gầm gừ tru tréo của hơn 5-6 cái bóng đen ngòm. Đôi mắt sáng quắc lên giữa màn đêm đen kịch, miệng chúng há ra hết cỡ, làm lộ ra chi chít răng nhọn tua tủa như dao. Tứ chi nhếch nhác đang bò sát mép nước, từ từ lần mò lên bờ, và điểm hướng đến chính là chỗ đám người đang đứng đây. Bọn nó bò lên bờ kìa, ghê quá thầy Năm ơi. Những tiếng kêu than hình như không vực dậy được tinh thần của thầy Năm, thậm chí ông ta còn không nhìn vào đó. Ánh mắt đang tập trung vào một tán cây tùm ở bờ bên kia. Một ai đó như không kìm được cơn bấn loạn, vội lay người thầy Năm hô lớn: Trời ơi, nó sắp leo lên tới rồi kìa, làm gì đi thầy Năm, sao ông đứng yên như ra đó hoài vậy? Thầy Năm lúc này mới thu lại ánh mắt, miệng lẩm bẩm: Đâu rồi, nó biến đi đâu rồi? Phía bên dưới, mấy cái bóng hình kinh dị đã vượt hẳn lên bờ, nhốn nháo qua lại, điệu bộ có thể xông thẳng tới bất cứ lúc nào. Không gian đột ngột biến động, tử khí như muốn bao trọn lấy tất cả mọi người. Lũ thú quang bắt đầu đánh dấu sự có mặt. Tiếng mèo réo lên inh ỏi, tiếng quạ quang quát ở đầu ngọn tràm đối kháng với từng đợt tru tréo não nệ của bầy chó dại. Tất cả như một bản hòa ca rùng rợn, đang thách thức hạn mức chịu đựng của hơn chục con người đang chụm vào nhau run rẩy đây. Thầy Năm sau một lúc trấn tĩnh, vội nhảy tới pháp đàn, cầm cây kiếm gỗ trên tay, rồi quay sang đám người kia quát lớn: Thằng Đinh đâu? Cầm cây đèn pháp theo sau lưng tao nhanh lên, đám mạ già chết xong này không có gì đáng sợ hết. Cậu thanh niên tên Đinh bước ra, vẻ mặt tuy rất sợ hãi, nhưng do trước giờ không ít lần phụ giúp cho thầy Năm, là tay chân thân cận mà lão tâm đắc nhất. Anh dọt nhanh tới pháp đàn, cầm cái ngọn đèn pháp, lọ mọ đi theo sau lưng thầy Năm, tiến đến chỗ những con ma da đang gầm gừ phía trước. Thầy Năm díu vào ngọn đèn hai lá bùa, niệm chú ngữ kích hoạt, thì một luồng sáng xanh từ đó bắn thẳng tới đám ma da trước mặt, làm cho chúng gào thét nép sang một bên tránh né, nhưng không hề tỏ ý sợ sệt hay bỏ chạy. Thay vào đó chỉ là những động tác bò ngang dọc, miệng liên tục gầm gừ. Thầy Năm lấy ra thêm một đạo bùa cho gằn giọng: Đám cù hồn chúng mày dám hiện ra trước mặt tao sao? Tao cho tụi mày chết thêm một lần nữa. Rồi hai người tiến đến gần đám ma da. Thầy Năm cắn ngón tay chảy máu, thấm vào cây kiếm gỗ và lá bùa. Nhưng hành động tiếp theo chưa kịp thi triển thì bỗng dưng hắn té bật về phía sau, làm cho Đinh hoảng hốt. Anh luống cuống chân tay, liền đặt cái đèn pháp xuống đất, đưa tay đỡ lấy thầy Năm. Vừa bợ được lão ngồi dậy thì ngay lúc đó, qua ánh sáng lờ mờ đủ để cho anh nhìn thấy khuôn mặt của lão ta. Trời ơi, thầy Năm, thầy bị làm sao vậy? Không còn đủ sức mà trả lời, bởi khuôn mặt lúc này đã trở nên tím tái, máu từ bên trong đã tuôn ra khỏi miệng, đôi mắt trợn trắng tràn đầy kinh sợ. Lão ta cứ lăm lăm mà nhìn về phía trước, hệt như đang sợ hãi một thứ gì khủng khiếp lắm. Nhưng lạ là từ khi lão té khuỵu xuống thì đám ma da cũng hãi hùng mà hét lên, phóng người nhảy tòm xuống sông lặn đi mất. Đám người phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không thể hiểu nổi là cái gì. Đáng lý ra họ phải mừng khi đám ma da đi mất, nhưng mắt thấy sự thảm hại của lão thầy Năm bây giờ, ai cũng run rẩy mà không dám đến đỡ, cùng nhau lo lắng mà nhìn theo ánh mắt sợ hãi của lão ta. Nhưng có lẽ đôi mắt người thường khiến cho họ không thấy được gì. Thì bỗng dưng thầy Năm bấu chặt lấy Đinh, đẩy thẳng xuống nước rồi la lớn: Bắt nó đi, thả cho tôi. Xót cho cậu Đinh, trước giờ thấy thầy Năm được ông hội đồng ưu ái, cuộc sống phủ đầy sự hưởng thụ, cho nên anh ta luôn tìm cách lấy lòng, mong mỏi học được cái nghề thầy pháp mà sau này có thể ấm tấm thân. Và đó cũng là nguyên do mà khi lúc nãy, trong lúc lão khốn đốn, anh vẫn không bỏ mặt.
Đổi lại bây giờ, bản thân anh đang quằn quại ở dưới dòng nước, cố bám vào một rễ cây trạm để không bị đám ma da đang cố sức lôi kéo xuống, nhấn chìm con người bất hạnh này vào lòng sông quang lạnh. Cô từ vậy, cô còn với thầy ơi. Lời khẩn cầu gian sinh chỉ là vô dụng, vì có lẽ anh ta đã quên rằng chính ông ta là người đã đẩy anh xuống như một vật thể thế mạng cho mình. Chỉ thấy ông ta quay mặt đi một hướng khác, bất kể máu vẫn còn đang tuôn ra từ khóe miệng. Ông ta bước lên mấy bước, quỳ rạp xuống đất, lại lấy lại để. Xin cô tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi đi mà. Rồi ông ta như quá điên quá dại, chạy thẳng tới phía trước chừng 10 thước, quỳ xuống ôm chặt lấy thân dưới của một cây trạm. Nó đang trơ trọi sát mép nước mà khóc lóc gian xin. Tha cho tôi, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa đâu. Chú Hai Thành, người đã chỉ đường cho Đạt và Khải, đang đứng trong hàng ngũ đó. Vốn bản tính lương thiện, chú không đành lòng thấy Đinh lúc này tưởng chừng như không còn níu giữ nổi nữa, vội chạy nhanh tới nắm lấy tay Đinh, dùng sức lôi thật mạnh, hy vọng có thể đem anh lên khỏi mặt nước. Nhưng với sức lực này không đủ để giải nguy cho người thanh niên xấu số, chú hô hào. Nè, ai phụ với tôi nhanh lên, định bỏ cho nó chết hay sao chứ? Nó cũng như mình thôi, cùng chung một kiếp tôi mọi. Mọi người nhẫn tâm hay sao? Thường ngày Đinh chỉ đi theo bờ đỡ thầy Năm, cho nên không mấy được lòng mọi người. Mặc dù chú đã kêu gọi đến khản cổ họng, nhưng cũng chỉ có 2 trong số 10 người ở đó là không màng nguy hiểm chạy tới mà giúp đỡ. Tạm thời lâm vào thế giằng co, chưa biết rồi sẽ ra sao. Cố lên mấy đứa, giữ chặt lấy tay thằng Đinh nha. Dạ, để con. Thằng Đen, mày phụ chú Hai bên kia đi, tao kéo bên đây được rồi. Cẩn thận, mặt thằng Đinh sắp ngập xuống nước rồi kìa. Hội đồng dư thì không quan tâm việc đó, hắn đang chăm chú mà quan sát thầy Năm. Vì với hắn, giờ đây thầy Năm là người duy nhất có thể giúp ích được, còn lão là còn hy vọng gặp được con mình. Ông Dư chỉ tay vào đám gia đình đang sớ rớ bên cạnh mà quát lên. Cái lũ tôi mọi bọn bay, còn đứng đó làm cái gì? Mau chạy tới giữ thầy Năm lại cho tao, tôi gông cổ hết cả lũ bây giờ. Trớ trêu thầy, cảnh tượng nguy nan của người đồng cảnh lại không khiến cho họ mềm lòng trắc ẩn, mà một mệnh lệnh của kẻ bạo quyền, họ lại lấm lét nhìn nhau và làm theo chỉ thị. Mặc dù họ có thể hình dung được phần nào đó cái thứ khiến cho lão thầy Năm kia kinh hãi như vậy thì nó đáng sợ đến như thế nào. Có thể tin rằng nguy hiểm hơn nhiều so với việc giải cứu Đinh. Tiến được vài thước thì nỗi sợ trong lòng khiến cho người ta bắt đầu đùng đẩy nhau. Và thường thì những người ngày thường yếu nhược sẽ bị ưu tiên. Vậy là một cậu thanh niên chừng 20 tuổi phải bấm chặt răng, bước từng bước vừa run rẩy vừa khấn thầm. Ông bà phù hộ, phù hộ cho. Không, cút. Quỷ thần ơi, tiếng quát tựa như sấm rền, lại như kế sát bên tai, khiến cho không chỉ cậu ta mà cả đám cùng nhau hét toáng lên, quay đầu chạy ngược trở lại pháp đàn. Và cũng ngay trong lúc này, thầy Năm bỗng dưng hét lên thất thanh. Đừng giết tôi mà, tha cho tôi. Mày chết. Câu gian sinh còn chưa thốt ra hết thì mọi người chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng của một người con gái xuất hiện ngay sau lưng thầy Năm. Nó giương tay hất lão ra thật mạnh, khiến cho lão lao đầu hút thẳng vào một thân cây trạm to tướng. Máu từ vết nứt trên đầu thì nhau mà tuôn ra như suối đổ, kết thúc cuộc đời của một tên pháp sư chỉ biết mưu cầu lợi lộc. Sự việc kinh hoàng khiến cho mọi người té bịch xuống đất mà kêu cha gọi mẹ, tiếng huyền náo vang dậy cả một góc trời. Chỉ có mỗi duy nhất hội đồng dư là còn giữ được bình tĩnh. Không phải vì ông ta không sợ, cũng không phải là không nhìn thấy sự việc vừa rồi, thậm chí là còn hơn vậy nữa, ông ta nhìn được tường tận một cách rõ rệt. Và hình ảnh trong hồn người con gái đó, biết, ông ta biết là ai. Người này không lầm đi đâu được. Hội đồng dư trong đời đã gặp không ít những sự việc, thậm chí còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp nhiều lần. Kinh nghiệm xương máu mách bảo rằng trong giây phút này, hoảng loạn, sợ hãi sẽ là một cái ngồi dẫn đưa cuộc đời của mình kết thúc sớm hơn nữa. Ông ta ép mình phải thật bình tĩnh, mặc dù đôi chân đã run lên,
linh giác như báo trước một kết cục thê thảm, không kém gì thằng con đã chết. Như để minh chứng cho nhận định của hắn, giống hồn người con gái chuyển mặt từ cái xác của lão thầy Năm, quay phát người lại, nhìn hắn với đôi mắt căm thù. Đồ bất nhân, tao giết mày! Rồi nó giương cánh tay đầy chuốt nhọn, sọc thẳng đến chỗ ông Dư, như muốn xé toạc thân thể ông ta ra vậy. Lâm vào hiểm cảnh, khiến cho hắn ta lộ rõ ra cái bản chất vô nhân, ích kỷ của mình. Đưa tay định kéo ai đó làm lá chắn, nhưng không ai cho hắn. Đám gia đình mặt cắt không còn giọt máu, đang lê lết trên nền đất, có ai đâu mà để bấu víu chứ. Rồi tiếng thét hải hùng phát ra, khi đôi tay đầy vuốt nhọn sắp cắm vào da thịt của tên ác bá, thì một vật trên người của hắn phóng xuất ra một luồng sáng trắng, đánh bật trong hồn cô gái ra sau. Như nhận ra được cơ may sống sót, hắn moi trên cổ ra một sợi dây, xỏ ngang một cái hình nhân nhỏ, được hai lá bùa màu đen bao bọc bên ngoài, giơ lên phía trước. Mày không hại được tao đâu, chết đi đồ ma quỷ. Nói rồi, lấy hết chút can đảm còn lại, tiến thẳng tới vong hồn cô gái. Nguồn linh lực mạnh mẽ phát ra từ nó, nhanh chóng cảm ứng được với âm khí, bao bọc, giam cầm cô ta vào giữa, rồi dần dần thu hẹp lại, siết chặt vong hồn cô gái kia. Nếu cứ như vậy thì không bao lâu nữa, hồn phách cô ta sẽ bị đánh tan tành. Nỗi uất hận, oan ức, dẫu có chọc thẳng trời xanh, cũng theo đó mà kết thúc thôi, chìm sâu vào lòng đất quang lạnh. Phía bên kia, chú Thành và hai người gia đình cũng dần kiệt sức, thì một điều tồi tệ nữa lại đến. Ba bốn cánh tay lạnh như nước đá ngồi lên từ dưới mặt nước, lôi tởm cả ba người xuống dưới dòng nước. Phản ứng nhanh lẹ khiến cho họ còn bấu được vào rễ cây, nhưng sức lực đã đến hồi cạn kiệt, khẳng định không thể duy trì lâu hơn. Không hẹn mà hợp, mạng sống của họ cùng với vong hồn cô gái sắp phải lụi tàn trong tích tắc. Tiếng cười khanh khách của những con ma da đang rót vào tận tâm can của từng người, như triều người, số phận. Chú hai biết mình không còn sống được bao lâu. Giây phút cuối đời, chú chỉ biết ngước lên trời mà than thở. Số kiếp nó hẩm hiu, đến lúc chết cũng quạnh quẻ y như vậy. Chú hai xin lỗi mấy đứa, chú liên lụy tụi con rồi. Hai người thanh niên cũng hiểu rõ tình cảnh này. Thường ngày chịu cực chịu khổ, mồ hôi pha nước mắt, trong sự sống không tiếng cười. Nhưng đến giây phút tự giả nó, bỗng dưng chẳng thấy sợ. Nhìn chú hai, cho nhìn nhau, cười lên ha hả. Cũng tốt, chết thì kết thúc một cuộc đời tôi mỏi. Ở bên tai không còn nghe cái lũ bất nhân đó dậy xéo nữa. đúng đó, tao chán cái cảnh ăn cơm bằng nước mắt lắm rồi. Chú hai, chú không có liên lụy gì tụi con hết, mà chú giúp tụi con trước khi chết, còn làm được một chuyện có ích, mặc dù là không thành công. Nhưng mà ít ra tụi con đã làm đúng phải không chú? Đúng. Thằng đen thằng đực, tụi con làm đúng lắm, chú hãnh diện lắm. Định với khuôn mặt nửa trên nửa dưới nước, nghe những lời lẽ chân thành này, cũng cố gắng ngồi lên mà nói. Thưa ngài, con dựa theo thầy Năm hạ hiếp mọi người, nhưng mà cuối cùng mọi người lại vì con không tiếc mạng mà ra sức cứu con. Con tệ quá, con tệ quá chú hai à. Thôi, biết được là tốt rồi, bỏ qua hết đi. Cho bốn con người cùng nhau cười lên một tiếng, như để tự giả cõi đời vô vị này dưới sự tàn bạo của tên hội đồng. Tám cánh tay đã buông lơi khỏi gốc tràm, chấp nhận về với cõi chết. Lên bờ, mau nhanh lên bờ. Khi nguồn linh lực màu trắng sắp tiêu tán hết âm khí trên vong hồn người con gái, thì nó đột ngột bị đánh tan, khiến cho hắn ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn vội gọi đám gia đình, rồi hớt hải kéo cả đám chạy nhanh về nhà. Ngoại lực giải cứu cô gái vừa rồi chính là Liên. Cô đã quan sát từ đầu đến cuối sự việc diễn ra. Không giải cứu cho thầy Năm vì lão ta không đáng để cứu. Đối với vong hồn cô gái này, Liên cảm nhận được một nỗi quan tình và uất hận. Bản thân cô cũng từng là một vong quỷ bị người ta hãm hại, nên đâu đó vẫn có một sự đồng cảm vô hình. Trước mặt vong hồn cô ta, Liên nói: Cô đi đi,
Cô ta ngơ ngác và sợ sệt, bởi ở trước mặt mình là một dông quỷ mạnh đến khủng khiếp. Nhưng cô có thể cảm nhận chắc chắn rằng Liên không có ý xấu. Không được, tôi còn việc phải làm. Những tưởng cô ta sẽ bám theo ông Dư mà trả thù, linh lực trong lá bùa của hắn đâu dễ tiêu trừ ngay, và âm lực của cô tuyệt đối không tiếp cận được. Liên định ngăn cản thì cô như nhận ra điều gì đó, chỉ gật gật đầu mỉm cười. Lên bờ, nhanh mau lên bờ đi. Giọng nói lanh lảnh phát ra từ trong cơn tuyệt vọng của bốn người kia. Bất giác, những đôi tay lạnh lẽo không còn bám chặt, toàn thân thả lỏng ra. Họ nhanh chóng ngồi lên mặt nước, cố sức bò lên bờ, thở hổn hển. Thì ra, chính cô gái đã đuổi đi những con ma da, cứu lấy sinh mạng của họ. Giống như từ đầu Liên không định bỏ rơi họ đâu, nhưng cô muốn quan sát cô gái. Và bây giờ cô khẳng định rằng khi sống, cô gái này là một người có tâm địa hiền lành. Khi chết đi, cũng chỉ tìm việc kẻ hại mình để trả thù, chứ không hề có ý lạm sát người vô tội. Cô không phải người xấu, nhưng giết người trả quán chỉ tăng thêm nghiệp chướng thôi. Tôi biết một người nhất định có thể giúp cô giải quan để mà siêu thoát, và bắt kẻ gây ác phải đền trả tội lỗi. Hãy tin tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 Đất Mũi của bộ truyện Ma Pháp Sư Dân Gian. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 18 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.